Việt Nam Idol 2023 đã mở ra cho mình một chân trời mới, nơi mà mình có thể thử thách bản thân mình ở những dòng nhạc khác nhau. Và mình nghĩ rằng có mặt tại đêm nhạc thần tượng chính là cơ hội để mình tìm thêm những màu sắc âm nhạc mà bản thân chưa dám khai phá, cũng như đến gần hơn với khán giả yêu quý giọng hát của mình. Hy vọng mọi người hãy ủng hộ cho Hà An Huy nhé! Biết là mình thích nhau, còn chuyện xa hơn thôi để tính sau. Anh là vào nhau thôi không thúc đâu, dám chơi thì chơi là vài chút, còn anh chỉ muốn chậm thôi không cần quá liều. Oh, anh chưa muốn đâm đầu vậy đâu, anh chưa thiết tha nghĩ tới chuyện sau này. Dù ba mẹ chưa mong, em biết không, họ muốn có cháu bồng, chỉ cần ngồi với em chút thôi được không? Nhìn vào đôi mắt em thấy sao một thế giới màu hồng, dù môi đang cách nhau một chút, nhưng mà vì anh chưa muốn feel dù thích em hơi nhiều. Alo, baby anh đang đâu thế? Anh ngồi sofa, Tổng Duy Tân ngay cạnh cucu ok. Có mấy thằng bạn rủ rời qua nhà thằng Minh Khai không thật cơ mà có hẹn với em. Anh bảo tối nay tao đi sinh nhật thế nhá. I just want to be by your side, I just feel in love until I hold my heart till we die. Let's go, 3, 2, 1. Thế nhớ em, tại vì most of the time em ở trong tâm trí anh hết thời gian. Ngồi với được không? Nhìn vào đôi mắt em thấy sao một thế giới màu hồng, dù môi đang cách nhau một chút, nhưng mà vì anh chưa muốn feel dù thích em hơi nhiều, chỉ cần ngồi với em chút thôi được không? Nhìn vào đôi mắt em thấy sao một thế giới màu hồng, dù môi đang cách nhau một chút, nhưng mà vì anh chưa muốn feel dù thích em hơi nhiều. Baby, anh muốn thấy em trong gần. Baby, anh muốn thấy em trong tương lai gần. Mọi người có thể nhận thấy là ca khúc này cũng đã khiến cho chúng ta thích An Huy hơi nhiều. Nhưng mà còn với các vị giám khảo thì có làm cho các giám khảo yêu thích bạn ấy hơn không? Có, thích luôn. Thích nhiều luôn. Có nhân không ạ? Không nhân. Bản thân chị thấy là hay. Bài hát thì không phải trưng trổ gì quá nhiều. Bài hát nhẹ nhàng, tình cảm. Cái quan trọng là gì biết không? Cái cách trình diễn của Huy á, làm cho mình cảm thấy tự nhiên. Cười là còn dễ thương nữa. Người gì mà cũng dễ thương luôn thì làm sao mà không thích cho được. Thích em rất nhiều. Xin được cảm ơn Minh Tường. Huy phải bỏ cái kính ra, còn nhiều người thích nữa. Ủa vậy hả? Em thấy vậy là đẹp. Trong rồi cái đó. Câu trong bài hát là nhìn vào mắt em mà thấy đều kiến đèn. Đấy, đeo kính vô là một gentleman kiểu này kia không? Mở kính ra thành kid liền à. Đang cảm nhận một cái sự thay đổi rất là nhiều trong cái tư duy, trở nên gần gũi hơn. tự nhiên hơn. Thích hơn cả đấy là cái sự chủ động di chuyển sân khấu của em. Nó giống một idol, và cái cách em hát bằng cái giọng thật rồi pha giọng rồi giọng giả. Ít ai có thể trình diễn một cách nét bằng cái giọng giả của mình như vậy trên sân khấu live. Chúc mừng em. Xem cái tiết mục vừa rồi anh cảm nhận được cái thẩm mỹ của một cái thời đại. Cái điều đó rất là quan trọng, bởi vì mình đang tìm những thế hệ mới mà. Khi em hát có khán giả vỗ tay rất là nhiều. Các em phải tự hào bởi vì đây là real. Tức là khán giả phải quý em. Màn của em rất mới. Đúng không ạ? Mà có được tiếng vỗ tay. Đó, thấy chưa? Hay quá nè. Cảm ơn, rất là cảm ơn khán giả. Đây là những người khán giả đầu tiên trong sự nghiệp của các em và họ đã ủng hộ em. Chúc mừng em hôm nay rất là tốt. Anh nghĩ em đeo kiến vậy cũng hay. Em đeo kiến vô đi. Mỗi show em phải tìm một cái kính mà người ta phải thích. Thú vị, giống như anh Huy Tuấn đấy. Mỗi số một cái nón đấy. Có thể cái đó sẽ là một cái chi tiết để người ta nhớ mình. Quý vị thấy làm giám khảo khó chưa? Người thì bảo em tháo kính ra trông có đẹp trai. Người thì bảo em đeo vào. Nhiều chuyện thế nào một lần. Giám khảo rất nhiều chuyện. Ok, chúc mừng. Xin được cảm ơn cả các ba vị giám khảo. Chúc mừng Hà An Huy. Dạ vâng, em xin được cảm ơn ạ. Cho em gửi một món quà đến tất cả mọi người. Anh cầm giúp em một cái. Ok. Thả tim. Xin được cảm ơn ạ. Và đó là Hà An Huy. Rất nhiều những tài năng mà có lẽ dần dần quý vị phải theo dõi và thực sự là cổ vũ cho chàng trai này để thấy được tất cả những gì mà bạn ấy có thể mang tới trong Việt Nam Idol. Sinh House, thương hiệu gia dụng nhà và bếp hàng đầu Việt Nam, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.